Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại video tiếp theo mình nha. Thì hôm nay mình sẽ đập hộp một cái đơn hàng, đó chính là combo mô hình lắp ráp Lego của Naruto nha các bạn. Thì trước tiên khui hộp thì mình có nói là lúc đầu là mình đổi là Lestar Gaming, nhưng mà mình đã đổi lại vẫn như cũ lên bù review. Thì các bạn thông cảm cho mình nha. Với lại cái hộp này không phải mình mua mà mình đã mua hộ một người, nhưng mà kiểu người đó không có nhân cách các bạn ạ, mình cũng không nói ra làm gì. Thì các bạn hãy để ý là mấy cái video gần đây của mình là dislike khá là nhiều và là bình luận chửi mình khá là nhiều luôn. Thì người đấy đã kêu gọi bạn bè vô dislike và chửi mình ở dưới phòng bình luận ấy, khá là nhiều, nên là những người đấy cũng như là mình cũng chẳng muốn nói ra để làm gì hết đấy. Nói chung là kệ, mình sẽ không quan tâm, thì có vàng phải có lại chứ đúng không các bạn, nên là mình kệ, mình không quan tâm. Thì một cái đơn hàng này thì mình sẽ, lúc mà tiền này vẫn là tiền của mình nha các bạn, và mình sẽ đắp hộp, mình khui ra, mình lắp và mình trang trí luôn. Thì mình cũng không có hâm mộ gì về Naruto hết, nhưng mà kệ, mình sẽ khui ra và trang trí luôn nha các bạn. Mình sẽ lắp Lego và trang trí ở một cái khu bàn học này của mình. Thì ở đây là cái con ngôi nhà nha các bạn, là Naruto và Gaara. Đây này các bạn nhỉ, Naruto và Gaara. Mình cũng chả hâm mộ gì hay Naruto, phim hoạt hình thì mình không hâm mộ hay lắm. Thì mình có xem thôi chứ mình cũng hâm mộ như là Doraemon thì mình cũng xem thôi. Nói chung là mình xem cũng khá là nhiều phim hoạt hình nhưng mà mình cũng không hâm mộ ai hết á. Thì mình có đổi tên như vậy và cũng đã quay lại thành lên bù review rồi, nên là có gì các bạn thông cảm cho mình nha. Do thời tiết của mình khá là lạnh á, với lại mình đang bị dị ứng nữa, nên là cái mình nói giống bị nghẹt mũi á các bạn. Với lại mình đang bị nghẹt mũi mà, nên là giọng mình có khác, các bạn thông cảm cho mình nha. Đấy. Thì cái này mình cũng mua hộ một người thôi, nhưng mà mua mà sống thiếu nhân cách quá các bạn, nên là mình sẽ xài và lắp và trang trí bàn học cho mình nha. Wow. Bên trong ta sẽ có một cái gara này, mình thấy ghi vậy chứ mình chẳng biết gara là gì, hình như là cát cái gì cát á. Thì mình thích cái màu xanh nước biển các bạn. Thì tên logo của mình thì các bạn thấy rồi, mình đổi cái gì cũng phải màu xanh nước biển luôn á. Đấy, xanh nước biển nha, mình thích màu xanh nước biển hoặc là xanh lá. Rồi, mình lấy ra hết đã. Còn Naruto đây, khá là đẹp luôn. Wow. Rồi đây là Naruto. Cái này nó khuyên là hình như ở 6 tuổi trở lên gì đó các bạn ạ. Này, nhìn khá là đẹp luôn. Đằng sau hộp thì có 4 nhân vật. Phải nhân vật mà, 4 ngôi nhà các bạn. Đây là Naruto này, đây là Gaara, đây là gì ta, mình không rõ nữa, đây là Takeshi gì đấy. Còn đây thì mình chịu á, mình không có rõ về mấy cái này, do mình cũng không phải fan. Thì hộp của nó giống nhau thôi, chỉ khác cái trước này thôi này các bạn. Còn sau thì tất nhiên là mình nghĩ là nó cũng giống nhau rồi. Đấy, ở dưới thì không có gì hết. Giờ mình sẽ mở cái Gaara này trước nè. Bị chớp chớp này, các bạn thông cảm nha. Ok, cùng ra được. Ở đây có ghi số 4 này các bạn này. Đấy, ở đây có ghi số 4 này. Thì bên ngoài cái hộp có hình một cái con mèo này các bạn, mình cũng chẳng biết nó là cái gì nữa. Ở Nhật Bản hay sao này các bạn. Hộp nó cũng khá là đẹp ạ, có cả chữ SX đây nữa. Ok, ta sẽ mở ra thôi. Ây chà, cái này mình cũng không phải là fan nhưng mình cũng thích. Uầy, rất là nhiều luôn nha các bạn. Mình ta có một cái sticker này. Rồi, một cái đây thì như bao cát này. Wow, khá là đẹp luôn. Uầy, rất là nhiều luôn nha các bạn. Này, cái bầy nó hình như số 4 này. Và cuối cùng là một tờ giấy hướng dẫn nha. Đây, một tờ giấy hướng dẫn. Wow, mình tưởng nó như thế nào chứ ai dè bên trong nó khá là nhiều luôn các bạn ơi. Đây, thì nó khá là đẹp luôn. Wow, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Một cái đây là sticker, sticker nha các bạn. Ok, giờ bây giờ sẽ bỏ nó qua một bên và đi với nhân vật Naruto, một cái nhân vật chính trong một bộ phim cực kỳ nổi tiếng luôn. Em mở cho cô ơi.
Sao nữa? Wow. Này, cái hộp cũng AC không khác gì hết nha các bạn. Vậy là có thêm một thành viên để trang trí rồi. Wow. Một tờ giấy hướng dẫn khá là nhỏ nhỏ đây, nhưng không sao. Thì Naruto là màu chính của nó là màu cam nha các bạn. Wow. Vẫn là một cái sticker này. Wow. Wow. Wow, số 1 đây các bạn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp gara trước đi. Cái này mình sẽ cắt lại vào. Đã. Ok. Tiến hành thôi. Cái hình dáng này mình sẽ bỏ nó qua tính sau. Một tờ giấy hướng dẫn. Rồi. Bắt đầu số 1 ở đây nha các bạn. Có rất là nhiều chi tiết luôn. Mình không biết nên xé cái bì nào trước đây, hay là cả ba bì luôn nhỉ. Đây mình sẽ xé luôn cả ba bì. Bốn mảnh vẫn còn nguyên. Rồi. Bây giờ phần này mình sẽ, nói chung là nó có cái này này các bạn. Bây giờ mình sẽ tua nhanh và làm nha. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte. Las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte. Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te hago ruku. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, conecta con Bluetooth. Una, yo soy la aguja y tu muñeca tu tutu. Yo te quiero pa' mí, mi. Si me dice que sí, sí, me muero y me demoro solo por ti. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú. Porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Thank you.
lo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo. Cómo hacer para no quererte, yeah. Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, hoy te hago ruco. Đẹp quá các bạn ơi. Đây, mình đã làm hoàn thành xong hơn được một nửa của nó rồi. Đây, tiếp theo mình sẽ dán cái sticker này ngay ở phía trước này nha. Wow, nhìn nó khá là đẹp luôn. Mình tưởng nó nhỏ chứ ai nhìn nó to. Nó kẹp cả, đứt cả một lát thịt của mình luôn này các bạn này. Biết các bạn có thấy không nữa? Nó kẹp, đấy các bạn thấy nó đỏ chưa? Bay một miếng thịt của mình luôn. Rất cực thật sự. Để chưa các bạn ơi. Wow, đau hết cả tay rồi. Wow, miếng kính này. Biết bỏ vô cái gì đây. Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo. Cómo hacer para Ngồi tò mò mà cũng đã làm được rồi. Wow. Wow. Yeah, no hay nadie como tú.
còn dư hai cái đây nhỉ. Công đoạn này là công đoạn mình chịu, nó không lộ trên đây một cái cây nào luôn á. À, mình ghép này vô thử coi. À, hình như trong này nó không có cái chỉ dẫn đúng mà. Nó đây các bạn, cái công đoạn này là công đoạn mình bây giờ mình sẽ làm theo nè. Đây, chúng ta sẽ có một cái cây này gì. Rồi, cắm này vào. Cắm này vô. Đây nha các bạn, cắm này vào. Rồi, cho này vô. Cho này vô. Đây, video này chắc dài lắm đây. Đấy, bóp chặt vào. Đó, rồi, sau đó gắp cái này vô. Cái này vô. Đây các bạn, nó không hở có một cái trúc cây nào để cho mình đóng vào đây hết này. Mà ở đây không có một cái hướng dẫn gì hết. Thì mình sẽ tự chế vào đi. Rồi, lắp cái cây này vô. Đấy. Cũng được đúng không các bạn? Đấy. Rồi, đó. Rồi chúng ta sẽ gắn vô trong này. Đây, một con đoạn. Không biết nó có dễ hay không. Wow. Ui dồi. Nó từ giờ nó cứ bung cái này là sao thế? Vô. Cuối cùng là dán thêm sticker này vào nha các bạn. Wow. Chụp chụp. Dán nó thật cẩn thận. Và hoàn thành nha các bạn. Mà mình thấy cái này nó lỏng lẻo quá, con nên dán cho 52 vô không ta. Rồi. Mình phải trắng một chút. Camera nóng hết luôn rồi. Đây nha các bạn, và mình cũng đã hoàn thành. Cho nói chung là bỏ đấy thì cũng được. Nhìn nó khá là đẹp luôn nha các bạn. Đấy. Que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte. Las ganas que yo tengo, cómo hacer para no tenerte. Các bạn ơi, và video lắp vào cái nhân vật gì ta Gara này của mình kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này đừng quên cho mình một like, chia sẻ em đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn, bye bye. Tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.